Anh giờ anh phá hoài của Tám ơi. Phá hoài luôn. Gặp hoài. Nữa, gặp không nữa. Đem bánh ra là đem bánh cho ăn luôn rồi. Ăn bánh ngay. Cho vợ con á. Gặp gặp nữa rồi, gặp Phong nữa rồi. Đây, này ra ta, này là cái này là bán hay là khuyến mãi Tám? Khuyến mãi. Khuyến mãi. Đây cô bác anh chị nè, cô Tám ngồi đây bán là ai cô bác nào có da đây thì cô Tám miễn phí cái bánh đó cô, bánh chị ơi. Mua đi chị ơi. Cái 5.000 cái 5.000. Dạt qua đây đi cô Tám bán ông nội, ngồi che hết cái shop cho cô bánh bán bánh rồi. Đây, ở đây là Tám bán bánh hàng ngày là cuộc sống đây, của Tám đó. Thử bánh của cô Tám làm ngon không? Rất ngon luôn đó. Bánh này. Nhiều lắm. Còn bánh chuối nè chị. Mua đi cô. Mua ủng hộ. Đây mới ủng hộ Tám hai bịch. Hai bịch 10.000 hả Tám? Hai bịch 10.000. Đưa 50 thì thối 40. Nay bận đồ ra làm địa chỉ của ta của Tám. Mua đi cô. Bánh của Tám con bán là ngon lắm. Ba đời bà làm bánh rồi. Đúng rồi. Đời Tám là đời thứ tư. 5.000 hả mười lắm. 5.000 tiếp. 5.000 tới 3 cái luôn. Bán em 10 bánh chuối. 10.000 bánh bánh đắt quá. Đắt quá. Tám bán bánh có thời hai nhân viên nữa nghe quý cô chú. Tại Phong Nguyễn nghe đâu là anh Mạnh nói là lúc này cô Tám là có người dình dập nhiều lắm nên ra đây bảo vệ cô Tám. À, thấy nó mặc đồ nè sáu múi luôn. Nay bận đồ về ra chợ. Có lần hai xin cháu em. Đây. Bánh lọt luôn. Quá, bánh canh này là hết rồi nè quý cô chú. Sáng 8 mà bưng ra là chỉ 30 giây, chưa được 31 giây là hết rồi. Bán đủ loại luôn hả cô Tám? Bán ít mà cho con với anh Mạnh ăn nhiều. Hết bây giờ là gần hết rồi. Giờ còn cô mua gì? Mua bánh đi cô ơi. Thấy bánh gì? Tao quýnh bạn già nè. Hứa mà không làm. Cho anh hứa anh không làm. Đủ thừa đi, đủ thừa đi. Đi cô. Dạ. Thầy cô bác anh chị mua bánh ủng hộ cô Tám luôn nha. Có người cô dễ thương á, cũng mới qua rồi. Cháo ruột. Cháo ruột của nó. Gì quéo còi á Mạnh hả? Ở nhà tao nó không không bữa ở con bữa đó giờ là họ giới thiệu thôi hôm nay mua ủng hộ Tám hết đi rồi cho Tám về sớm đi dạ. Không có ăn bịch nào đâu đem về đi chút xíu về còn bọc không không à đâu vậy cô cho nó có giấy không con có giấy không ta đó cho mượn giấy viết đây là nãy con thấy có con nghệ kia là con thấy nghệ tắm cho á rừng ủa nghệ mỏ cho làm cho bạn viết đây chị ba năm rồi về trong này chị nó làm thuốc luôn rồi thuốc thần kinh tọa nữa thần kinh tọa bữa hổm có bà ngoại đó bà già đó. Có cái gồm có 5 loại, ở đây là có đơn quy 2 lạng, lá hữu chảo, rồi nghệ da nghệ vàng. Nghệ da nó giữ không kêu bằng nghệ ta cừ á, với bông ngò gai. Bông ngò gai với ấy là không có. Với hữu chảo là không có. Này thì mình cô bán chị là những cô bán nào mà bông ngừ bông ngò gai mình lợi mấy cái chỗ nó trồng già già nhiều mà. Có mà. Bị cao huyết áp với tim hạn chế uống á cô. Uống cô không à. Cảm ơn Phong Nguyễn, ở đây gì ạ? Gì rất là được không? Được. Cái này ghi bánh chứ. Còn nước cốt không?
Em cô nhớ là ngâm khoảng trên 20 ngày á, uống nó mới già phút, nó mới uống hiệu quả cao. Đây là cháu của chú Vũ quý cô chú. Chị thấy nghe cô, chị... thấy chị đẹp quá quay hoài. Bữa đãi ăn hủ tiếu đó. Có hủ tiếu hả? Có chứ. Bánh thủ ấy hả? Đây lại đưa nó mua ủng hộ kìa cô. Chị bỏ bỏ con 8 rồi. Hả? Con 8 đi, con 8 đi. Con này ngon hơn. Con này nè, con này ngon hơn nè. Dí nè, quá à. Quay thấy cái lưng con này không ạ? Cô ơi, đâu nhanh đi cô. Thôi, giờ mất bán tí. Bán đi, cô bán đi. Để giới thiệu cho. Giới thiệu người ta 15 triệu á. Giới thiệu miễn phí á. Lên có lên rồi. Nghe nói sắp về mừng quá cô. Trong tình giờ thì thích luôn. Rồi, chuyến này mình có ăn mừng không cô? Để đây ngủ bà con đi. Ngủ bà con ha. Ngủ bà con mình ăn mừng. Có chia sẻ gì với Dũng không, nói đi. Không, quéo cò. Cô nghe nói quéo cò. Sao cô kêu đầu ra kiếm. Ở đây là chợ Tân Trung quý cô chú. Đây, quý cô chú, cô bác ở đây là rất là thương chú Vũ luôn. Ở đây thì đồng lông bữa nào tại cái bữa nay mùng năm nè, bữa năm nè. Bữa nay mùng năm tháng năm vậy là đổ bánh xèo nhiều lắm đó cô. Mua ủng hộ vô giúp cho cô. Cái này còn tươi ngon lắm cô. Cái vỏ. Dạ. Để ý coi chừng có thị màu nha. Không có thị màu, có nhầm. Ý nói thôi. Ngày hôm nay cô thị màu có ra hâm ha ai đúng không cô? Hôm đó ra chợ quýt ra rồi. Bữa hôm bây giờ hết giống hôm rồi. Cái này bà hơi mệt rồi nè, bà hơi lo lắng rồi. Bữa hổm bả hâm ta, bây giờ tới người ta hâm là bả. Bây giờ bả đang núp lùm ở đâu, bả đang gần nè. Dạ. Nói hổm nào không có dám bước ra thì khỏi nhà đó con. Ra đi chợ cũng được đi mà. Bước ra bình thường thôi con. Dạ con nghe ai nói mà bây giờ là không có dám vào khỏi nhà. Đi chợ chẳng đi chợ, có đi chợ ngoài. Dạ là vẫn chơi bình thường. Bả có ghé sạp của cô mua không? Không, nó ghé luôn. Mua cũng không bán luôn á con. À. Từ cái lúc mà cô nói tôi dám đứng lên nói là giờ không có ra ngoài đây mua đồ của cô. Cô bán nha, để tôi con đi mua. Dạ dạ, chúc cô bán mai mua ba bánh đắp nha. Dạ. Dạ, sớm à. Dạ, mời nghe. Dạ. Dạ thôi, gia cô thấy cô là con mừng rồi. Đi, con xuống nào nè dạ. Con xuống hôm nay từ bữa rày á cô. Đây quý cô chú. Bữa biết coi chị á, cửa thấy ở bên sắp căn cũng đó nữa mày. Đi thấy căn hộ cho là có tiền cho. Còn ở trên Long An á. Chắc còn luôn á. Giống cô. Có con nó thiệt à? Dạ. Bữa rồi chúng tôi thấy là nói chuyện nữa, mà chịu. Trời ơi, bị con làm ăn hả? Cái nào ra cái đàng hoàng hết biết luôn, con nói thiệt á. Ôi, xác minh rồi, xác minh rồi mà. Xác minh danh tính cho chị. Mình làm dùm cái cài đặt YouTube bọn nhỏ em mà lớp 9 nó tạo cho xài chơi chứ đâu có biết gì nào. Để xác minh nó rồi mà ta. Mình lâm muốn nó làm. Trời lên con cô Táp trở lên có anh nào hốt mà nhiều có gia đình này. Ủa nãy hết bánh rồi, đem bánh ra nữa. Trời ơi, giờ bán tới chiều luôn rồi. Quên đây con 50 ngàn, Táp mở hàng lại lần hai con lỗ. Kìa, nó mua 50 ngàn Táp ơi.
lấy 50 ngàn. Lỡ nói là miệng thúi quá. Thôi, đừng không bán. Bán đi, người ta mua mà không bán. Ê, chừng đụng thọt tay vô hồi mất á. Bán vài cái. Tám ơi, cô Tám, ông lấy ông bỏ túi. Ê, bỏ ra nha, nói đồ nào ăn, đồ nào cúng nha. Bỏ xuống. Hôm nay ông gian lắm cô Tám ơi. Lấy em 50 ngàn đi chị, bánh chía chú chiên nè. Thôi, ở nhà đó, ở phòng đông lắm. Nam này, nam này nhiêu? Nam này nhiêu em? 10 ngàn cây hả? Rồi lấy 2 cây này đi, 10 ngàn 3 cây hả? Lấy cái đó 30 ngàn như được rồi. Với này 20 là 50. Bán thiệt tình nha, đừng có bán rẻ nha, bán rẻ là lỗ đó. 10 ngàn 3 cái à, nếu mà mình bán 2 cái rưỡi 10 ngàn đi. Tám đi đâu hoài vậy? Đổi ca cô Tám ơi. Tám đi Tám đúng không Tám? Tám là đi từ rất sớm. Rất sớm rồi đây bán rồi. Tám có kinh doanh kẹo dừa nữa nha. Kẹo gì? Kẹo sớm nha. Quý cô chú, đây là kẹo sớm. Cắn là giòn văng luôn. Tám là mối tiêu rồi. Ủa? Mới thấy bên kia vào qua đây. Mua đi ơi. Cô ơi. Đây. Dạ. Rồi cô lấy 10 ngàn nữa. Dạ mua đi cô ủng hộ cô Tám. Dạ. Này Tám bán đắt làm bữa. Mới chuyên gia luôn. Nhờ ông bà cô bác nhất là Phong mở hàng đó là hết mâm luôn rồi. Sáng ra mạnh mở hàng. Anh mở hàng tập 1, em nhóm mở hàng tập 2. Chúc bà vô tập 3 đây. Rồi giờ cảm ơn cô nha cô. Dạ. Làm sao ghé ủng hộ cô Tám nha cô. Ủa sao cái này cái gì đâu nhiều thế. Ủa cô Tám đi đâu nữa hả? Tám đi Tám. À, đắt quá trời đắt luôn rồi. Con cảm ơn cô luôn nha. Cô Tám đi Tám rồi. Rồi thôi mình cũng đi về rồi. Mình cũng Tám đi về. Tám mình về luôn rồi. Rồi à, tiền em ơi. Lấy ghẻ 100 thôi. Đây bánh nhìn rất là ngon luôn, rất là ngon. À, cô bác anh chị nào có đi ngang qua chợ Tân Trung á, ở dưới Mỏ Cày Nam Bến Tre thì ghé cái tiệm ngay cái góc này, à, đối diện gần cái tiệm mà tiệm bạc, gần cái tiệm bạc Quốc Tuấn là ủng hộ cho cô Tám nha. Tại vì là ngày cô Tám là kiếm những cái đồng lời rất là ít để lo cho cuộc sống rồi để nuôi những đứa con đứa cháu nữa. Mong mừng cô bác. Thôi về luôn nghe Tám ơi. Rồi Tám đi Tám đi nha Tám. Rồi bye bye Tám. Cảm ơn chị luôn rồi bắn.